Hiện nay, ngoài sự ra đời chóng mặt của nhiều thiết bị công nghệ, thị trường liên tục biến đổi với sự phát triển cũng như sụp đổ của nhiều thương hiệu. Vậy tại sao lại có những sự thay đổi này? Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn một chiến lược kinh doanh sẽ giúp các bạn thấy sự ảnh hưởng và mối quan hệ mật thiết mà truyền thông mạng xã hội góp phần tạo nên. Sự lên ngôi của Social Media Marketing, hay còn gọi là truyền thông mạng xã hội, đã làm thay đổi 180 độ thị trường hàng ngày, hàng giờ. Nhiều thương hiệu lớn phải lặng lẽ nhường bước cho đàn em tiềm năng, và nhiều thương hiệu tưởng chừng là nhỏ nhưng lại là người thay đổi cuộc chơi ở phút 89. Có thể thấy, mạng xã hội không chỉ là kênh truyền thông mang tính cá nhân mà nó còn là trợ thủ đắc lực của mọi thương hiệu. Truyền thông mạng xã hội, Social Media Marketing là gì? Truyền thông mạng xã hội, Social Media Marketing là hình thức sử dụng các kênh mạng xã hội để thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm tăng nhận thức về thương hiệu đối với đối tượng khách hàng và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu. Các nền tảng được thương hiệu sử dụng nhiều nhất bao gồm Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Twitter, Behance. Và không nhất thiết phải có đầy đủ các nền tảng này, mà tùy theo chiến lược của thương hiệu sẽ có nhu cầu sử dụng các nền tảng khác nhau. Thời đại 4.0, chúng ta nhận thức rõ ràng được tầm ảnh hưởng mật thiết giữa Internet đối với đời sống thường nhật là như thế nào. Chúng ta cập nhật tình hình chính trị bằng cách tìm kiếm trên Google, chứ không còn qua báo giấy. Thậm chí, việc mua sắm cũng dần chuyển giao từ offline là mua hàng trực tiếp, chuyển sang online là mua hàng thông qua mạng xã hội trực tuyến. Cho nên, dù đang trong quá trình xây dựng nhận diện thương hiệu hay phát triển thương hiệu, thì việc truyền thông mạng xã hội cũng là điều cần thiết cho chiến lược thương hiệu. Nó cho thấy doanh nghiệp luôn theo kịp thời đại, tiếp thu được nền tảng kiến thức mới mẻ và luôn thay đổi phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nếu bỏ qua truyền thông mạng xã hội, đồng nghĩa với việc bạn đã tự đánh mất vô số lợi ích và đánh mất vị trí của mình trên thị trường cạnh tranh. Lợi ích truyền thông mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu là gì? Đầu tiên, đó chính là thu hút nhanh, gọn lẹ đến đối tượng khách hàng. Truyền thông mạng xã hội là một phần của Digital Marketing, cùng các hoạt động truyền thông kỹ thuật số trên Internet. Truyền thông mạng được thừa hưởng tốc độ truyền tin nhanh chóng bậc nhất của Digital Marketing. Đồng thời, nó cho phép người tiêu dùng tương tác trực tiếp với nhau như là feedback, review trực tuyến, gia tăng mức độ lòng tin ở những đối tượng tiềm năng và kích thích gián tiếp nhu cầu trải nghiệm sản phẩm của họ. Thứ hai, đó chính là tăng nhận diện thương hiệu. Truyền thông mạng xã hội đang dần trở thành phương thức truyền thông được ưa dùng nhất bởi độ phủ sóng rộng rãi đến mọi đối tượng. Các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram có những thuật toán riêng để đưa ra những gợi ý sát với nhu cầu của khách hàng thông qua lịch sử tìm kiếm, trò chuyện, cuộc hội thoại. Các thương hiệu có cơ hội xuất hiện với tần suất dày đặc trên Internet, mang đến độ nhận diện nhất định, đáp ứng chiến lược thương hiệu và nhắc nhở khách hàng về sản phẩm, dịch vụ thương hiệu cung cấp. Điều cuối cùng đó chính là dễ dàng trong khâu tìm kiếm, nghiên cứu thị trường và đối thủ. Các tính năng tương tác như like, share, comment trên mạng xã hội giúp các doanh nghiệp dễ dàng đo lường hiệu suất truyền thông của mình. Bên cạnh đó, thông qua các con số được cập nhật liên tục mỗi giờ, thương hiệu quan sát được sự chuyển động của thị trường, bắt kịp xu hướng và đưa ra những chiến thuật phù hợp nhất. Vậy, làm sao để truyền thông mạng phát huy được hết khả năng và thực hiện đúng chiến lược của thương hiệu? Đầu tiên, đó chính là bám sát chiến lược thương hiệu. Truyền thông mạng là một hình thức truyền thông của thương hiệu nên bắt buộc nó phải đáp ứng các yêu cầu của thương hiệu, truyền tải thông điệp và giải quyết được mục đích thương hiệu đã đề ra. Mọi nội dung, hình ảnh, các trang mạng xã hội được sử dụng, tất cả thể hiện được tính chất nhất quán, làm sao để khách hàng nhận diện được những thương hiệu nhanh chóng giữa hàng nghìn thông tin trên Internet mỗi ngày. Thứ hai, đó chính là cần phải nghiên cứu, tìm ra hướng đi. Vậy, làm thế nào để chiến lược thương hiệu của bạn có khả năng nổi bật giữa các ông lớn như thế này? Đó là giai đoạn bạn phải nghiên cứu thị trường thật kỹ lưỡng. Bạn phải tìm ra được đối tượng khách hàng thương hiệu hướng tới là ai? Họ đang sử dụng các trang mạng xã hội như thế nào? Thông điệp xuyên suốt bạn muốn truyền tải cho đối tượng này là gì? Và mục đích truyền thông mạng bán hàng, quảng bá thương hiệu hay chỉ là để xây dựng cộng đồng riêng cho thương hiệu? Hãy dự đoán tất cả các trường hợp rủi ro lẫn tiềm năng có thể xảy đến để thương hiệu có nền tảng vững chắc trong quá trình truyền thông mạng xã hội. Thứ ba, đó là cần lên kế hoạch cho nội dung. Nội dung trên mạng xã hội có thể linh hoạt sử dụng
nhiều thể loại, mang đến cảm giác mới mẻ, trọn vẹn cảm xúc cho khách hàng. Tốt nhất, các nhà sáng tạo nội dung nên lập kế hoạch dài theo tháng hoặc năm để tính xuyên suốt của chiến lược thương hiệu được đảm bảo. Ví dụ, để truyền cảm hứng cho các tín đồ yêu thể thao về thông điệp Just Do It, Nike đã cho đăng tải trên Facebook của mình câu chuyện của nhân vật Rafael Nadal là một tay quần vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Điều thứ tư đó chính là xây dựng chủ đề về mặt hình ảnh. Ngoài chủ đề về nội dung thì việc thống nhất hình ảnh cũng giúp khách hàng ấn tượng hơn về thương hiệu, đồng bộ về màu sắc, thay đổi chủ đề theo tháng, sự kiện. Hãy tìm ra một chủ đề phù hợp cho hình ảnh để việc truyền thông hiệu quả hơn trên nhiều phương diện. Thứ năm, chúng ta cần phải theo dõi và tương tác. Ở mạng xã hội, thương hiệu cũng như một con người có tiếng nói, có cộng đồng, có hình ảnh và nội dung. Thương hiệu thỏa sức tương tác, trò chuyện cùng khách hàng, đối thoại như những người bạn với nhau. Niềm tin của khách hàng được hình thành theo quá trình truyền thông của thương hiệu. Không chỉ hô hào những món quà tặng, khuyến mãi mà hãy chân thành với họ, ngay cả trong những phản hồi thường nhật, để khách hàng cảm nhận rõ nhất cá tính của thương hiệu và quyết định đồng hành cùng bạn trên một chặng đường lâu dài. Điều cuối cùng đó chính là đo lường hiệu suất truyền thông. Nếu trong marketing truyền thống, doanh nghiệp gặp khó khăn để truy xuất dữ liệu thì điều này lại hoàn toàn dễ dàng với truyền thông mạng. Từ tỷ lệ lượt thích, theo dõi, lượng tương tác trực tiếp trên nội dung cho đến lượt truy cập vào website hay chi phí quảng cáo, tất cả đều được thống kê chi tiết nhất để doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về cách thức truyền thông, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp. Có thể thấy, truyền thông mạng như chìa khóa, mở cửa đưa thương hiệu tiếp cận gần với khách hàng, sáng tạo với những phương thức mới mẻ trong chiến lược thương hiệu, xóa bỏ lối mòn marketing như trong nhận thức của khách hàng. Truyền thông mạng xã hội đang là xu hướng của thời đại số hóa hiện nay. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của thương hiệu. Và cũng không một chiến lược thương hiệu nào có thể bỏ qua được phương thức truyền thông qua mạng xã hội nếu muốn nâng tầm vị thế thương hiệu của mình trên thị trường. Một thương hiệu vững mạnh là thương hiệu biết điều khiển cuộc chơi. Muốn làm được điều đó, không còn cách nào khác là bạn phải thuần thục trong tất cả các phương thức truyền thông, đặc biệt là truyền thông mạng. Đó là những gì mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh muốn chia sẻ với các bạn trong video hôm nay. Nếu thấy video này mang đến những giá trị kiến thức hay và bổ ích, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới. Để đồng hành với sự phát triển, chủ động vượt khó mùa Covid của các doanh nghiệp trong năm 2021, Làm Giàu Từ Kinh Doanh hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bộ sách Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Đây là bộ sách tổng hợp những cuốn sách hay nhất về bán hàng, kinh doanh và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh hy vọng bộ sách này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản để kinh doanh, marketing hiệu quả, chuẩn bị hành trang bứt phá trong năm 2021. Để tìm hiểu thêm về bộ sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.live. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.